tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang đứng ở đây là phía dưới siêu thị Diamond Plaza, một cái siêu thị nằm ở trung tâm Sài Gòn. Còn ở đây hiện đang có một cái chương trình trang trí Noel, lại một năm mới nữa sắp đến rồi. Và phía trước mặt chúng ta đây chính là con đường đại lộ Thống Nhất ngày xưa, và cũng là đường Lê Duẩn ngày nay. Phía bên cánh trái chúng ta đó là công trình nhà thờ Đức Bà, công trường công xã Paris. Sài Gòn có rất là nhiều công trường ha, công trường công xã Paris, rồi công trường Quách Thị Trang, rồi công trường ngoài gì, ngoài đường Cường Để nữa nè. Tiệm quên tên công trường ở đường Cường Để nè. Nhờ các anh chị các bạn nhắc em ha. Và hôm nay nhân một buổi chiều mát mẻ đẹp trời, em cùng các anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi dạo một vòng Sài Gòn. Mình sẽ đi vòng qua nhà thờ Đức Bà, rồi đi qua đường Lê Duẩn, rồi đường Cường Để, Tôn Đức Thắng ngày nay đó, để mình xem cái hình ảnh của Sài Gòn một buổi chiều như thế nào ha. Và nơi đây gần đây cũng có một cái công trường nữa, đó là công trường quốc tế. Công trường quốc tế nằm ngay một bên hồ Con Rùa, và ngày xưa trên đó là đường Duy Tân đó, và ngày nay là đường Phạm Ngọc Thạch đó. Chúng ta đang đi một vòng công trường công xã Paris ha. Bên cánh phải là trường tiểu học Hòa Bình, và bên cánh trái là nhà thờ Đức Bà. Công trình kiến trúc có tuổi đời hơn 100 năm ở Sài Gòn. Và chúng ta sẽ hoành ngược lại, và thẳng, nếu ra thì thẳng thì là đường Công Lý, có đường Tự Do. Đường Tự Do cũng là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi ngày nay. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải nha. Sài Gòn bây giờ là 5 giờ chiều. Sao lại có chị chạy ngược chiều vậy? Phía trước chúng ta đó là bưu điện trung tâm thành phố đó. Bưu điện rất là cổ kính đó. Ở đây tập trung rất nhiều du khách. Hôm nay Sài Gòn trời không đẹp cho lắm. Bầu trời thì hơi xám xịt, hơi tối một tí. Và bên tay phải chúng ta có đường Nguyễn Văn Bình. Con đường có rất nhiều sách, con đường sách ở Sài Gòn đó. Cặp bên hông bưu điện trung tâm thành phố đó. Hôm nay Sài Gòn buổi trưa này mưa, rồi buổi chiều thì không có nắng. Chúng ta thấy rất là mát mẻ, nhưng mà cái không gian này cảm thấy làm cho chúng ta cảm thấy hơi mang mát buồn. Người buồn chẳng có vui đâu bao giờ, một bài thơ rất nổi tiếng. Phía trước chúng ta đó là đường Hai Bà Trưng nè. Mình đang đi trên đường Lê Duẩn, cũng là đại lộ Thống Nhất ngày xưa. Chúng ta sẽ quẹo phải đường Tôn Đức Thắng ha, mà để mình nhìn thấy một cái hình ảnh của Sài Gòn buổi chiều. Giờ này cũng là giờ tan sở. Sáng em có việc đi ở khu vực này rồi, xong việc rồi em lại nhớ đến các anh chị. Thành ra bây giờ đi đâu trở thành cái thói quen, phải quay phim, phải chia sẻ, phải cập nhật để các anh chị và các bạn chúng ta có video xem mỗi ngày. Và mỗi ngày em sẽ cố gắng 2 video
7 giờ sáng và 7 giờ tối Việt Nam. Nếu các anh chị các bạn mà quan tâm về Sài Gòn thì hãy đăng ký like rồi cho em xin những cái comment. Điều hạnh phúc nhất mỗi buổi sáng là mở điện thoại lên và đọc tin nhắn của các anh chị và các bạn. Nhân đây em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Thấm thoát thì kênh YouTube Vinh Lâm TV cũng đã hơn 2 năm rồi. Tuy là không có nhiều lượt đăng ký nhưng mà nói chung cũng chia sẻ đến các anh chị hơn 1.000 video về Sài Gòn. Và chúng ta có mặt ở đây là đường Mạc Đĩnh Chi và Lê Duẩn. Chúng ta chờ đèn đỏ tí xíu nha. Nếu mình quẹo phải thì ra bệnh viện RAN đó, và bây giờ là bệnh viện Nhi Đồng 2. Thường giờ này là giờ cao điểm, giờ tan sở, phụ huynh đón con đi học rồi đi chợ rồi nấu ăn, người thì tan học, người thì rước bạn gái, người thì dẫn bạn gái đi chơi đi ăn, người thì dẫn con đi đi chợ rồi đi về nấu ăn. Còn em thì dẫn các anh chị và các bạn chúng ta đi loanh quanh Sài Gòn. Và phía trước chúng ta đó là đường Tôn Đức Thắng, mình sẽ quẹo phải ha. Nếu mà đi thẳng nữa thì mình sẽ ra Sở Thú đó, Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Và con đường Tôn Đức Thắng ngày hôm nay đang là một đại công trường, đang làm cái dự án tàu điện ngầm đó, nên thành ra chúng ta thấy con đường này không còn những cái cây cao bóng mát như ngày xưa. Nếu mình quẹo trái là sẽ đi về cầu Bông Bình Thạnh đó ha. Mình sẽ quẹo phải cầu Bông Bình Thạnh chợ Bà Chiểu. Bên tay phải chúng ta đó là nhà thờ Tổng Giáo Phận. Bên tay phải mình đó là đường Nguyễn Du. Nãy mà em nói bên tay trái là Tổng Giáo Phận Giê-xu. Chúng ta thấy những hình ảnh này rất là trống trải nè. Con đường này thật là trống trải luôn. Ngày xưa ở đoạn này bán rất nhiều bò lá lốt, cái món rất là bình dân và rất là đông thực khách. Ở hẻm số 5 Nguyễn Trung Ngạn. Cái đường Nguyễn Trung Ngạn này cũng ngắn thôi. Ngay đường Nguyễn Trung Ngạn có một cái nhà thờ. Để hôm nào em đi quay nhà thờ đó gửi anh chị bạn xem ha. Và nhà thờ đó cũng rất ít người biết đến. Và ngày nay xây rất là đẹp, nằm ở ngay góc đường Nguyễn Trung Ngạn và đường phía sau bệnh viện Nhi Đồng, hình như là tiệm quên tên đường đó bạn. Em sẽ để cái tên đường trên màn hình ha. Đó, bây giờ con đường nè, đường Tôn Đức Thắng của chúng ta ngày hôm nay nè,
do đang làm tuyến tàu điện ngầm trên cao đó. Khúc này là tàu điện trên cao chứ không phải tàu điện ngầm. Bên cánh phải chúng ta vào hồi nữa em dẫn anh chị đi cái đường cũng có rất là nhiều nhà hàng khách sạn của Nhật mang phong cách Nhật, đó là đường Nguyễn Văn Năm, Ngô Văn Năm chứ. Đó, bên tay trái là đường Nguyễn Hữu Cảnh đi ra cầu Sài Gòn, và ngay góc này là số 2 2 Tôn Đức Thắng. Này, chúng ta chờ đèn đỏ chút xíu nha. Ở đây xe cổ rất là đông. Đó, không thấy đường Tôn Đức Thắng ngày nay. Xưa con đường này rất thích hợp để đi bộ tại vì nó mát mẻ lắm, nhưng mà ngày hôm nay con đường này trở nên trơ trọi hơn, và tuyến tàu điện ngầm trên cao của chúng ta sắp được hình thành rồi mà không biết đến bao giờ xong đây. Ta thấy mấy cái trụ cầu đó, ngày bữa cái tuyến đường ray nằm ở trên đó, tàu điện cao tốc trên cao. Và cái đoạn này có rất nhiều khách sạn 5 sao. Tàu vừa là tàu điện ngầm và vừa là trụ cầu luôn, cầu Thủ Thiêm đó. Chúng ta sẽ quẹo vô đường Ngô Văn Năm nha, rồi mình đi ra đường Lê Thánh Tôn để các anh chị bạn xem một số hình ảnh của con đường này. Và phía trước đó chúng ta đó là khách sạn Limeriden. Ngày xưa chú Hùng ở đây nè. Đây là khách sạn 5 sao ở con đường Tôn Đức Thắng. Ở thành phố nào cũng vậy ha, cũng có trung tâm thương mại rồi có những trung tâm ăn uống, rồi cũng có những trung tâm ăn chơi, và Sài Gòn chúng ta cũng vậy. Ở khu Ngô Văn Năm này với khu Thái Văn Lung, Lê Thánh Tôn giao với nhau, khu này cũng là khu ăn chơi của Sài Gòn này. Có rất nhiều nhà hàng, rồi massage, rồi khách sạn. Khu 15A, 8A Lê Thánh Tôn. Và phía trước mặt chúng ta đó là đường Lê Thánh Tôn. Chúng ta sẽ quẹo trái để đi về chợ Bến Thành. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Sẵn đường này thì em đi về nhà luôn. Nãy em nói cái đường phía sau bệnh viện RAN đó là đường Chu Mạnh Trinh.
đường Chu Mạnh Chinh giao với đường Nguyễn Trung Ngạn, có một cái nhà thờ. Bằng con đường Lê Thánh Tôn ngày hôm nay rất là sôi động và đông đúc, với nhiều cái hiệu nail, massage, rồi mì Nhật, bánh xèo Nhật. Khu dân cư 15B Lê Thánh Tôn, nổi tiếng Sài Gòn. 15B Lê Thánh Tôn. Và phía trước chúng ta giao lộ đường Thái Văn Lung đó, nếu mà mình quẹo phải sẽ đi ra bệnh viện RAN và đi thẳng con đường Thái Văn Lung này, đường Lê Thánh Tôn này, chúng ta sẽ đi đến chợ Bến Thành. Và Sài Gòn hôm nay khung cảnh mình cảm thấy nó hơi mang mát buồn, cảnh rất là tối tối, mặc dù bây giờ mới 5 giờ chiều thôi nhưng mà trời nó hơi u ám một xíu. Phía trước là giao nhau với đường Hai Bà Trưng và Lê Thánh Tôn. Nếu mình quẹo trái thì có một cái khu ăn uống cũng rất là nổi tiếng ở đường Hai Bà Trưng nè, trong một con hẻm, hình như hẻm 70 mấy thì phải. Đúng là cô gái miền Tây. Đường chỗ này như là cái dốc kìa, cái dốc cao. Bên tay phải chúng ta đó là Vincom. Chiều ở những đường này thấy đông rồi chưa, nhưng mà không có nghĩa gì so với những cái con đường như là Nguyễn Kiệm ở Gò Vấp nè, đường Lý Thường Kiệt, Tân Bình nè, rồi Lý Tự Trọng ở trên ngã sáu Ngô Trường Châu này, ngã sáu Phù Đổng đó, rất là kẹt đó. Chúng ta thấy phía trước rất là đông luôn. Thôi chúng ta sẽ quẹo trái thôi, quẹo trái đường Nguyễn Huệ nha. Nguyễn Huệ này đông quá, thôi cũng đông luôn. Sài Gòn thì những giờ này đi đường nào cũng đông hết. Phía bên phải chúng ta đó là khách sạn Red. Ở khu này về đêm thì lên đèn rất là đẹp. Ngày chúng ta đang đứng đây là đại lộ Lê Lợi, ngày xưa một cái bồn binh cây liễu ở đây nè, hay còn gọi là bồn kèn á, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa ha. Chắc có lẽ hôm qua là đá banh đây, cái sân khấu vẫn còn.
nãy giờ video cũng đã dài rồi, một số hình ảnh ở con đường Lê Duẩn rồi nhà thờ Đức Bà, công trường công xã Paris, đường Lê Thánh Tôn, đường Tôn Đức Thắng, Ngô Văn Năm, khách sạn Meridian, gửi đến các anh chị và các bạn một khung cảnh buổi chiều ở Sài Gòn và chúng ta cùng đi lang thang, cùng đi dạo phố, cùng đi ngắm cảnh để mình nhìn thấy hình ảnh của Sài Gòn buổi chiều như thế nào ha, so với ngày xưa khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn, mà ngày hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại và mình tưởng tượng như chúng ta đang đi dạo phố với em vậy đó. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye các anh chị và các bạn. Hôm qua đây rất là đông, một trận cầu nảy lửa giữa Thái Lan và Việt Nam. Cuối cùng không đều hết.